Video này chào mấy bác nha. Với một con G2K bê tông lên đến 34 ly. Thì mọi người thừa biết cái độ danh giá của những con Komatsu G2K rồi. Thì đây là con Komatsu G2K đẹp nha. Mọi người nhìn này, ốc này. Đẹp xuất sắc luôn. Đẹp ghê lắm. Nói chung con G2K này đẹp vô đối. Thì cần con này là cần dài nha, tâm của nó là tâm nhôm luôn nha. Đấy, tâm nó tâm nhôm, tâm rời. Tâm rời 260, tâm xịt thuốc á. Thì mọi người mua con này thì lấy gì mà không ngon. Thấy không? Mọi người đừng có tích tiền thì lấy gì mà không ngon. Những con máy này thì quá ngon, quá chất lượng. Nên nó Komatsu. Trên cả xe tuyệt vời. Em bịt bôi đã tắt chưa đấu nút công tắc. Thì mọi người thấy con Komatsu G2K piston 34 ly nha. Thì những con này nó bền lắm. Và Tết nhất thì bán cho nó rẻ thôi, nhưng nó không cao đâu. Tết nhất bên em bán giá rất là hữu nghị, cạnh tranh với mọi người. Thì những cái con này những kênh khác họ bán giá trên 2 triệu luôn. Thiệt sự. Con Komatsu mà G2K thường là họ bán giá khoảng 2 triệu 2 nghe mấy bác nha. Nhưng mà bên em giá cạnh tranh, Tết nhất bán cho nó trôi bớt đi, cho nó đâu vô đó. Thì đúng 1 triệu 4 báo ship tận nhà cho mấy bác. Rồi mấy bác mua được alo. Và những con này dòng máy gần như huyền thoại rồi. Nó là một trong những con máy huyền thoại nha. Rồi bác nào mua được cái alo qua số điện thoại rồi em bán cho. Nhiệm vụ em đấu nút công tắc là gửi tận nhà cho khách hàng. Mấy bác muốn mua bán bên em thì cố gắng mấy bác phải cọc. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã coi video. Komatsu G2K nha, đẹp. Đấy. Mọi người mua được thì cố gắng cọc cho bên em. Rồi em bán cho, xả luôn đó, cho nó trôi bớt đi.